giải phương trình và hệ phương trình sau ha. Đầu tiên là hệ phương trình nào, đây rồi. Hệ phương trình thì tôi nói các em có hai phương pháp, là một là phương pháp cộng, hai là phương pháp thế, thì các em ha. Còn ở đây tôi giải phương pháp cộng. Rồi, quan sát hệ số này, đây là 2, đây 3 chưa bằng nhau, đây là 3, đây là âm 1, đúng không? Vậy thì tôi nhân với cho số 3 để tạo thành đối giá trị y đối đi. Để cứ khử mất ở đi đi nha. Vậy thì tôi chỉ cần trên, tôi phải viết lại thôi, 2x cộng 3y bằng 13, viết lại với em nhân cho 3 nha, biến thành 9x trừ 3y bằng 9 nha. Rồi, sau đó em cộng lại, em lấy 2x cộng 9x thì bằng 11x. 2 cộng này hết, 2 cái này cộng là bằng 22. Đó, phương trình này em sẽ tìm được hết, đúng không? Giờ em sẽ biểu diễn, diễn gì? X theo y, y bằng cái gì? Nhìn phương trình này đơn giản này em. Muốn tìm số trừ, lấy số y trừ, trừ đi nhiều, bằng 3x trừ đi 3, tương đương x bằng, nhân 11 em chuyển qua là chia 11. Em lấy 22 em chia 11 thì em được 2, x bằng 2 em kéo vào đây thì nó mau nha. Y bằng, lấy 3 nhân 2 là 6, 6 trừ đi 3 bằng 3. Rồi, các em quan sát đến câu B. Câu B nhận xét đây là phương trình bậc 2. Muốn xử lý phương trình bậc 2 các em có rất nhiều cách, đúng không? Thứ nhất là delta nè, hoặc là delta phải y nè, hoặc là nhầm nghiệm theo hệ số A, B, G, B, C nha các em. Rồi, các em quan sát sang ra câu B nha. Vậy thì mình vậy thì câu B là phương trình bậc 2 ha. Phương trình 2 em cách giải phương trình 12 em học rồi, giải delta hoặc delta phải hoặc là nhầm nghiệm ha. Nhưng mà ở đây có thể giải delta thôi, không thể delta phải được, tại vì hệ số B là số lẻ này nha. Vậy giải delta thôi nha. Còn ai nhầm được bài này thì tôi khuyên lên nhầm nha. Bài này tôi khuyên em nên nhầm này. 3 liên quan, 3 với 2 liên quan số nào? Cộng này không thể bằng không được, hệ số ABC cộng này không thể bằng không được. Nhưng mà mình thì nghĩ trừ đi được không? 5, 3 mà trừ đi 5 mà cộng cho 2 bằng 0 nha. Hệ số này vì A trừ B cộng C bằng 0, X1 bằng âm 1, X2 bằng trừ C chứ nào. Nhẹ nhanh hơn nha. Vậy thì em dịch bài vào. Còn không thôi các em cứ giải delta bình thường, không vấn đề gì hết nha. Vì A trừ B cộng C bằng 0, phương trình có nghiệm. Có nghiệm X1 bằng âm 1, X2 bằng trừ C trên A. Trừ nè, C là 2, A là 3, vậy là trừ 2 phần 3. Rồi, em quan sát sang câu C nha. Rồi, câu C em nhìn nè, đây là phương trình nha. Đây là phương trình chứa ẩn ở mẫu. Em học rồi, trong chương trình lớp 8 á, thì 2 mình đã học rồi. Muốn giải phương trình chứa ẩn ở mẫu thì các em phải lấy điều kiện trước khi giải nha, điều kiện mẫu phải khác không. Rồi sau đó thì mẫu thức chung ra mình quy đồng thử mẫu nha. Vậy thì ở đây á, tôi sẽ làm chậm cho các em quen chỗ này nè ha, tập cái kỹ năng này các em này chút xíu. X bình phương trừ 9 tôi sẽ đặt ra là hàng đẳng thức đó, đúng không? X bình phương trừ 9 chính là A bình trừ B bình, đúng không? Thì x cộng 3 nhân x trừ 3 ha, bằng 1 trên x trừ 3. Rồi, tôi sẽ tìm điều kiện bài này cho các em nè. Điều kiện là mẫu khác không nha. X cộng 3 khác không, chuyển qua là x khác, âm 3. X trừ 3 khác không, chuyển qua là x khác, như em, dương 3. Có nghĩa là x khác cũng trừ 3 đó. Mẫu thức chung của nó là các em, mẫu thức chung nhớ nè, chung và riêng, lập thức chung và riêng với số 4 lần nhất nha. X cộng 3 riêng là x cộng 3, mà lập tức nha, chứ không phải lập tạo một hàng hiệu như nha. X trừ 3, trừ 3 chung là x trừ 3. Đó, mẫu thức chung bài này. Sau đó em cộng mẫu thức chung này nè, em chia cho này nhân lên đây cho thôi. Nên mẫu này chia cho mẫu này, đúng không? Đúng chưa? Cộng 1, hai này giống nhau chứ nhau, một nhân tử vẫn là tử thôi. Em lấy mẫu này em chia cho x trừ 3, còn x cộng 3 nhân lên nha. X cộng 3 nhân lên 1 chính là bằng x cộng 3. Rồi sau đó các em chuyển vế qua, cộng chuyển qua là trừ, cộng 3 chuyển qua là trừ 3 bằng 0, tương đương nha. Thu gọn đi các em, này này trừ 4 này, này 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 cộng 3 bằng 0. Phương trình bằng mấy các em? Bậc 2. Giải delta, delta phải
mất là nhậm. Giờ nên đã được, nên đã phải được, nhậm được luôn. Nè, em cộng hệ số này, 1 cộng cho âm 4 bằng âm 3. Âm 3 mà cộng 3 bằng 0 đúng không? Vậy em chỉ cần nói là vì A cộng B cộng C bằng 0. Phương trình công nghiệp. Nè, công nghiệp. X1 bằng 1, X2 bằng C trên A. C trên A nha các em. C là 3 nè, A là 1, đúng không? Vậy là bằng 3. Nhưng các em phải quay nè, em coi cái thỏa điều kiện của đề không? Điều kiện là khác cộng trừ 3. Đây, vô trùng điều kiện rồi, loại. Vậy nhỉ? Sau đó em kết luận. Vậy phương trình có thập nghiệm. Vậy S bằng 1. Có 1 nghiệm thôi nha. Rồi, các em quan sát sang bài số 2 nha. Bài tân đồ. Rồi. À, 1C, 1 độ C tại di chuyển. Chuyển 105 tấn gạo từ kho dự trữ quốc gia về cứu trợ đồng bào lũ lụt. À, với điều kiện mỗi xe chuyển số tấn gạo như nhau. À, đến khi vận chuyển thì hai xe được điều đi nơi khác. Hai xe điều đi. Vậy thì những xe ở lại á, sẽ chở nhiều hơn lúc đầu. Đúng không? À, hai xe được điều đi làm công việc khác. Vì vậy mỗi xe chuyển thêm 6 tấn nữa. Nha, chuyển nhiều thêm 6 tấn nữa. Mới hết số gạo cần chuyển nha, chuyển nhiều hơn 6 tấn mới so với số tấn dự định lúc ban đầu em nha. Hỏi nếu xe tải ban đầu, hỏi số xe tải ban đầu của đội xe là bao nhiêu xe. Bài tập này liên quan đến năng suất, cả lượng và thời gian đấy em nhớ nha. Sản lượng thì bằng năng suất nhân thời gian, nhớ kỹ điều này nha. Đó, sản lượng bằng năng suất nhân thời gian. Vậy năng suất a thì bằng sản lượng trên thời gian. Sản lượng ở đây các em chính là số tấn gạo, số tấn gạo chở là sản lượng đó nha. Còn năng suất ở đây là năng suất của mỗi xe á. Nào, em muốn tìm năng suất rất đơn giản, em lấy sản lượng chia cho số xe. Số xe ở đây chính là thời gian nha. Vậy thì tôi phân tích bài này, phân tích đại sơ cơ bản cho các em thôi nha. À, lúc đầu nè, lúc sau nè, số xe nè nha, sản lượng nè, đó, đó, và đây là năng suất của mỗi xe. Rồi, vậy cho nó nè, lúc đầu mình chưa biết mình gọi là x, nha, x xe mà chở cần chở đây là 105 tấn, hỏi năng suất mỗi xe chở được bao nhiêu tấn, rất đơn giản, lấy 105 chia gì, x. Đúng chưa, 105 chia, nhớ nha, sản lượng thì bằng năng suất nhân cho thời gian. Thời gian đấy chính là xe đó. Vậy thì năng suất thì bằng sản lượng chia thời gian là xe đó. Nha. Đó. Vậy thì lúc sau nào, lúc sau điều đi hai chiếc lấy trừ 2. Vẫn chở cái khối lượng hàng đó là vẫn 105 thôi. Vậy mỗi xe lúc sau chở được là 105 chia x trừ 2. Vì thế mỗi xe lúc sau chở nhiều hơn lúc đầu, có nghĩa là năng suất mỗi xe lúc sau chở nhiều hơn lúc đầu là 6 tấn. Đúng không? Để cho là 6 tấn đúng không? Vậy thì nói cái này, lúc sau là sản lượng lúc sau chở được trên hết trừ 2. Trừ đi sản lượng lúc đầu dự định là 105. Chở nhiều hơn 6 tấn là lấy lúc sau trừ đi đó bằng 6 tấn. Em giải phương trình này, lập tức em tìm được số xe của đội xe lúc đó. Em hiểu vấn đề đó không? Đó, đây là cái sườn tôi lập cho các em coi đó. Nha, giờ tôi trình bày hoàn chỉnh ngay cái bài này các em coi cho trình bày ha. Đầu tiên, các em gọi đi, bài số 2 nha. Gọi x là số xe của đội lúc đầu nha các em nha. Lúc đầu hay còn gọi là dự định đó các em nha. Số xe này là em thứ nhất là phải nguyên chương đúng không, làm gì có thẻ xe đây nha, chẳng nghe tìm được 10 cái rưỡi không được nha. Tôi luôn thứ nhất là phải nguyên chương nè. Và em nè, khi chở hàng á, hai xe đều đi nơi khác. Khi chở gạo đó hai xe điều nó khác, vậy chắc ăn lúc đầu nó phải lớn hơn hai chiếc đúng không, nó mới điều đi được hai chiếc chứ. Nếu mà có hai chiếc mà điều đi hai chiếc còn xe đâu mà chở đúng không. Đó, vậy em thêm điều kiện này cho tôi nha, x phải lớn hơn hai nha. Rồi lúc sau là chuyển đi hai chiếc, vậy x trừ 2 là số xe của đội lúc sau nha, đơn vị là xe nhé.
Rồi. Giờ ý tiếp theo em nói là gì? Em phải nói là mỗi xe chút đầu chở được nha. Mỗi xe lúc đầu hay dự định đó nha, chở được này nhau em đó 105 chia gì x nha, 105 chia x này là tấn nha em. Rồi mỗi xe lúc sau chở được này. Chở được. Nè, em lấy 105 em chia cho gì? X trừ 2 đơn vị là tấn nha các em. Có nhiều các em á, quên cái này nó chỉ cho rất đơn giản này. Ví dụ như vậy đi, có nhiều các em không nhớ công thức á, giảm được bằng anh suất trong thời gian. Ở cái phần này ở trong kỹ năng thì những bài học phía trước tôi đã dạy rất nhiều nha. Nhưng mà để tôi nhắc lại, em là chưa quên tôi nhắc lại cho chút xíu. Có nhiều em không hiểu nhân chia gì cả. Nhớ nha, sản lượng bằng năng suất trên thời gian thì bằng sản lượng trên năng suất đó, thời gian đây này cho xe đó đúng không, nó sản lượng thì bằng năng suất, năng suất của mỗi xe nhân cho độ xe, nhân cho số xe, lập tức ra sản lượng chở được cả nguyên cả độ xe ha, đó là như vậy. Anh em hiểu như vậy đi, ví dụ em mời bạn đến nhà ha, thì dù em mời 2 bạn đến đó, anh thì dù em mua có 20 cái bánh đi, em mua 20 cái bánh nha, em mời 2 người đến, hỏi mỗi người ăn được mấy cái, rất đơn giản, lấy 20 chia 2 ra 10 đúng không, em biết 10 liền, nhưng mà khi làm toán em chẳng biết chia hay mình nhân á nha. Nè em mời, ví dụ mời 4 người đến đi nha, mà mời dùng 20 cái bánh là 20 đơn hàng á, 4 xe là giống như là 20 đơn hàng á, thì mỗi người nè, mỗi người sẽ ăn được lấy 20 chia 4 phải mỗi người 5 cái hay bánh không đó, nhưng mà mời 4 người nhưng mà lúc đó đến 2 người à, cô vẫn ăn bao nhiêu cái bánh, 20 cái bánh, thì mỗi người ăn mấy cái, 10 cái thôi, 10 cái bánh. Vậy thì so với lúc đầu ăn nhiều hơn mấy cái, 5, có phải đến sau trừ đầu là 5 không? Đó, vậy đó đây có 2 trường hợp xảy ra, 1 là xe ít đi, 2 là tăng xe lên. Hoặc là em mời bạn đến, có thể chữ số hàng lượng bạn đã đúng, đến thứ nhất, xin lỗi các em, đến là thứ nhất là đến ít hơn. Hoặc có khả năng mấy bạn kia đi rồi lôi kéo nó đến nhà mình đâu hơn. Ví dụ này nha, mời 4 à, nhưng mà đi hướng kia gọi thêm bạn đấy đó, thấy không, giờ thêm bạn đấy là 5 bạn rồi, thì mỗi ngày bạn ăn được mấy cái em, 4 cái thôi. Vậy so với lúc đầu ăn ít hơn mấy cái, 1 cái, lấy cái này chứ thì sao đó, hiểu giống như đời thường mình vậy đó. Đó em nhớ công thức thì rất là dễ dàng nha. Vậy thì mình xử lý bài tập này cho đó, vì thế mỗi xe lúc sau chở nhiều hơn lúc đầu 6 tấn, rất đơn giản. Đấy ngày chưa đi này, lúc này em đi rồi, ta có phương trình, ta có phương trình nha. 105 trên x trừ 2 trừ đi 105 trên x bằng 6. Tôi ghi mẫu thức chung đây các em coi nha, đây là riêng hết. Vậy mẫu thức chung bài này chính là x nhân x trừ 2. Em quy đồng cửa mẫu nha, em cầm mẫu này em chia chỗ này nha. Rồi em cầm mẫu này chia cái này còn x nhân lên là 105 x. Em cầm mẫu này em chia cho x còn x trừ 2 nhân lên, có nghĩa là trừ 105 nhân x trừ 2 bằng mẫu này nha, chia nhớ quy đầu hai bên nha, dưới này hiểu là số 1 nha. Đó thì còn x nhân x trừ 2 nhân lên. Rồi mình viết lại nè, 105 x ở bên này nhân vô trừ 105 x nhân vô âm ra dương 210 nha, nhân vô là 6 x bình phương trừ 12 x tương đương. Rồi tôi chuyển vế qua nha, này hết nè các em, 105 trừ 105 nè hết nè, x nè đồng dạng rồi cộng, tôi chuyển qua đây nè, trừ 6 x bình phương trừ 12 x, tôi chuyển qua là dương 12 x cộng 201. Riêng toán đó các em cần dùng máy tính nha các em. Các em rút máy tính ra bấm cho đâu, bấm nghiệm phương trình bậc 2, đáp số được 7 và âm 5. Âm 5 chắc ăn loại rồi, xe sao âm được. Mà làm cái bài mà ra đáp số lẻ một cái là rồi, xong rồi, mình đã tiêu rồi, sai rồi nha. Còn cái quy đồng của mình nha. Rồi nhận đây các em, kết luận. Vậy số xe của đồ lúc đầu
tổng đầu là 7 chiếc, là 7 xe. À, em trình bày vào nhé. Ok, em vẫn sẽ xuống bài số 3A nha. Giờ tôi nói về bài 3A nè. À, cho hình chữ nhật MNP ha. MNPQ phải không? Có MN gấp 3 lần NP nha. MN gấp 3 lần MP. Các em vẽ nè, coi tôi vẽ nè. Đây là hình chữ nhật nha. MN gấp 3 lần. Các em cũng không cần vẽ đúng tuyệt đối đâu nha các em nha. Còn đây tôi vẽ đúng tuyệt đối luôn. Em vẽ hình chữ nhật đã cũng được rồi, mình xác định thôi. Rồi. Lúc này tôi phải để MN nữa nè. MN PQ nè. Không. Nè, MN gấp 3 lần ha. Đây là 3. Rồi, thêm O nữa đi cho nó gấp 3 lần là chính xác luôn. Rồi. Này nè, MN gấp 3 lần mà NP. Mà NP cho bằng căn 5 nha. NP cho bằng căn 5 nè. Mà gấp 3 thì ở đây là 3 căn 5. Em hiểu anh này nói chậm. Rồi. Giờ tiếp tục nè các em. Em quan sát nha. À, tính thể tích hình tạo hàng khi quay hình chữ nhật quanh một vòng MN. Và nào. Tôi đã nói các em rồi. Hình chữ nhật khi quay ra hình gì? Hình chữ nhật khi quay một vòng ra hình gì? Hình trục. Nhớ nha. Còn tam giác vuông quay một vòng quanh trục góc vuông. Nha. Trung quanh trục cạnh góc vuông. Thì nó ra hình nó. Nhớ kỹ câu cáo. Nha. Vậy quay con trục MN thì em kéo cái trục MN dài ra cho tôi. Kéo dài lên chút xíu nữa. Nha, để biết xác định đây là cái trục. Đó, như vậy đây. Nó quay con trục nào thì cái trục đó coi như là gọi là trục đối xứng của nó. Em lắng cái hình chữ nhật ngược lên trên này cho tôi. Nha. Tôi vẽ nước khúc cho các em nhìn cho dễ nhìn thôi. Nha. Tạo thành cái hình như vậy. Hình này vẽ đối xứng quá. Đó, nó như vậy là các em. Đó, nó quay một vòng nó tạo thành một hình. Hình trụ đó, đúng không? À, các em quan sát này ha. Đây là hình chữ nhật đúng không? Đây là hình chữ nhật đúng không? Rồi, đây cạnh MN này. Coi tôi quay nha. Em để ý tôi quay này ha. Tôi quay một vòng ra hình gì nha. Em nhìn nè. Đây là hình chữ nhật, tôi quay một vòng. Các em quan sát này. Nhìn nè. Em nhìn tôi quay nhanh, thấy không? Tạo một vòng, tạo ra một hình gì? Hình trụ. Em hiểu vấn đề đó chưa? Đó. Vậy quay quanh cái trục nào thì cái trục đó đóng vai trò là gì biết không? Là đường theo nha. Đây nó tạo thành đây là em coi tôi vẽ nè. Đó em nhìn nè. Đây mặt đáy nó nè, đường tròn đúng không? Đó vậy thì bán kính của nó đây là chính là bằng căn 5 này em thấy chưa. Rồi đường cao của nó ở đây chính là 3 căn 5. Giờ yêu cầu tính thể tích hình trục này đúng không? Rồi yêu cầu tính thể tích hình trục. Em học rồi thể tích hình trục bằng cái gì? Diện tích đáy nhân cho chiều cao. Mà diện tích đáy là đường tròn. Mà diện tích đường tròn là gì? BR bình thường. Vậy thể tích hình trục là gì? Bằng BR bình thường nhân cho cao mà đường cao đó. Nha. Vậy trả lời ra thể tích hình trục. Đạo thần này. Rồi. Vẽ bằng BA bình là R bình thường á nhân H ha. B vô. R bình là căn 5 bình đó các em. Nhân cho H là 3 căn 5 nha. Em để vậy luôn. Hoặc các em nào thích thì em thế B bằng 3,14 nha. Còn đây tôi để B luôn. À, căn 5 bình lên bằng 5, 5 x 3 15 bằng 15 căn 5. Đó, 15 căn 5 B căn 15 căn 5. Rồi vậy đơn vị ở đây nè, là thể tích tính bằng gì? Cm khối hoặc mét khối đúng không? Còn đây không cho đơn vị cm thì em ghi nè, đơn vị thể tích nha. Các em quan sát đến câu 3B nha. Một hình nón, tôi vẽ hình nón cho các em coi. À, có đường sin là 16, đường sin ở đây nha. 16 nha. Đó, đường sin này. À, đây này, đường sin. Diện tích xung quanh là 256 pi trên 3 cm vuông, tính bán kính. Bán kính đáy của nó này. Cái bài này á, em không cần vẽ hình em vẫn làm được. Nha. Vậy thì coi xử lý như thế nào? Vậy thì có cái gợi ý là diện tích xung quanh thì mình biết công thức diện tích xung quanh không? Đó, mình thế vô lập tức mình tìm bán kính thôi. Trả lời đây nha. Em trả lời đây nè.
bán kính của hệ nón này. Của hệ nón này nha. Rồi, em áp dụng công thức này. S xung quanh bao nhiêu? Người ta cho nhiêu em? 256 pi phần 3. Mà xung quanh, em học rồi, diện tích xung quanh thì nó bằng cái gì? Pi R nhân E là, đúng không? Đó, pi nhân R nhân cho đường sinh. Đấy. Em đừng có thấy 3,4 gì, đừng có sợ nhé. Nè, pi với lại là L là 16, tôi xếp lên cho dính gì nha. R là 256 pi trên 3. Chuyển đế quá thôi. Nhiều em không biết chuyển đế, bấm xích xô được không? Được không? Đặt tên chữ X nha. Tương đương R bằng 256 phần 3 pi. Nhân 16 chuyển qua là gì? Chia cho 16 pi. Đúng không? Chia thì nhân cái đảo luôn nha các em. À, 1 phần 16 pi. Có đơn giản nè. Pi đơn giản mất cho pi. 256 chia cho 16 còn 16. Đáp số bằng 16 phần 3 cm. Rồi, em chỉ phải không? Rồi, em quan sát cái bài tấm hình nha. À, người ta cho hạt cho được đường tròn trong ô bán kính R. Đầu tiên em vẽ đường tròn ở trước nha. Đường tròn mặt ở trên á nha. Vậy thì có đường dẫn này. Rồi, đường dẫn này, đường tròn nha. Cho nửa đường tròn đâm ô bán kính R đường kính AB. Đây đường kính AB, các em nối lại nha. Đường kính AB. Đường kính AB. Đẹp em. Đó, là như vậy. Tiếp theo. Gọi C và D là hai định thuộc đường tròn. Nha. C và D. C và D là hai định thuộc đường tròn. Đường tròn nằm trong khu vực này nè. Nha. Rồi, các em lấy đi. Lấy xe vào đi. Tôi lấy xe nhé. Rồi, tôi lấy xe này. Để tôi lật ra đây một chút xíu đi. Nha. Người ta không không nói nó nằm chỗ nào thì các em hạn chế nằm nghe là. Thứ nhất là hạn chế nằm vô chính giữa cùng. Nha. Hoặc là nằm vô chính giữa của cái phía dây cùng. Em cứ để lật một chút xíu là được. Đó là kinh nghiệm thôi khi làm bài. Nha. Tiếp theo. Các tia AC và AD, các tia AC và AD cắt tiếp tuyến BX lần lượt ở E và F. Các em dựng tiếp tuyến BX lên nha các em. Ờ, tiếp tuyến BX lên này. Đây, tiếp tuyến thì phải vuông góc với bán kính này. Đó, nha các em. Đó. Vậy thì cái bài này nếu mà để dạy á, nếu mà thì AC nó cắt ở tắt kẹo lắm. Tôi sẽ lui cái vị trí đây về đây chút xíu nha các em. Nha. Đó, bây giờ tôi sẽ dời đi. Nếu mà để đây thì nó cắt ít lên trên kia đó. Vậy tôi sẽ dời đây về trong này tí này. Đó. Và tôi dời C về đây. Được không? Không vấn đề gì hết. Đừng có lo lắng gì ha. Đó. Đây đi. Rồi. Rồi, các tia AC và AD thì đối tia AC ra này. AC ra các em nha. Ở tia AD này. Kéo dài nữa nha. Tí nó kéo thêm. Đó. Rồi, cắt tiếp tuyến về hết đây. Kéo dài lên kia. Đây này em. Đó. Cắt tiếp tuyến AD. Lần lượt ở hai điểm tên là E và F nha. Đây là E nha các em. Đây là F ở dưới này. Đấy chưa các em? Chứng minh EB bình bằng EC nhân E. EB bình bằng EC nhân A. Rồi, câu A nha các em. Chứng minh EB bình bằng EC nhân cho E. Rồi, các em nhìn này. Rồi, nhìn thấy cái điều này trong đầu các em bị soạn ô. Hiện tại này, hiện tại cái cơ bản nhất là có hai trọng. Đồng nhé.
không có hai ngành nghề không giải, hoặc là gì hệ thức lượng hoặc là vô. Nhớ nha, đợi em quan sát rồi này, có được hướng dẫn nha. Giờ xét hai ngành nghề đồng dạng không nha. EB bình em hiểu có nghĩa là EB nhân EB, biết tạo thành EB bình được đúng không? Giờ em sẽ bắt đầu nha, nhìn vô cái đề này, nói chung là có cái hai này cái gì khi cho tích độ dài đoạn thẳng bằng nhau, có thể nhìn vô tích độ dài đoạn thẳng mình đoán, có thể đoán được tam giác, mình cần xét nha. EB tam giác EBC có E rồi đâu mà EBC tam giác EBC EBC tôi nói này, em để ý nha, cái bài này tôi làm cho em hai cách và EBA EBA hai tam giác đấy, em nhìn nhé, nhìn này các em. E, B, C là cái tam giác này nè. Và tam giác E, B, A tam giác vuông lớn nè. Hãy nhìn nha. Thấy góc E là góc chung đúng không? Một góc rồi. Em nhớ là hai tam giác đồng dạng. Xét trường hợp gì trước? Góc góc. Nếu hai góc nhọn của tam giác này bằng hai góc nhọn của tam giác kia thì hai tam giác có đồng không? Dạ, mình nói là góc góc cho nó mau. Em nhìn coi. Góc E này góc chung rồi, thêm một góc nữa các em. Em nhìn cái góc B này này. Nhìn, đây bằng góc nào của góc góc tam giác lớn. Đó là góc này em. Chứng minh được không? Góc này tạo bởi tiếp tuyến và dây cung, chẳng cùng gì em, nhìn các em. Các em nhìn coi, phải BC không? Góc này góc nội tiếp nè. Phải chẳng cùng BC thôi đâu. Đúng chưa? Góc nội tiếp, góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung cùng chẳng một cung thì bằng nha. Đồng dạng trong trường hợp góc, em lập tỷ số là điều này nha. Ở đây đồng dẫn cho em đây là cách thứ nhất đấy, cách này làm không hay mà cách thứ hai thôi nha. Vậy tôi làm cách thứ nhất cho các em rồi, là các em trình bày ha. Xét trực tiếp luôn các em, xét tam giác vuông EB đầu tiên đọc thoải mái EBC và tam giác sau phải đọc cẩn thận lại và tam giác này và tam giác nè, đọc đúng như vậy nha. E B C này nhọn là nhọn vuông, bên này nhọn chung là E, bên này E E B C đúng không, bên này E gì em, E A B đúng nè, E A B. Em mà đọc sai cái này á thì tí em lập thì lần là sai hết, không có cái nào đúng hết. Lập tỷ lệ ra, tỷ lệ sai liền nha. Có E là góc chung, góc tiếp theo là góc EBC, là góc này, mà góc này, góc này đọc sao? Đọc cái gì? Đôi khi nghe em đọc cái gì? Đọc cái gì phục vụ cho cái bài mình học mình? Nếu mà đọc bài này, có nhiều em đọc là C, A, B cũng được, nhưng mà phục vụ cho bài này chữ E, đọc từ E được rồi, E, A, B bằng góc EAB bằng 1 phần 2 số đo của BC, không cần giải thích gì nhé. Góc nội tiếp và góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung cùng chẳng một cung thì bằng nhau, nhớ cái này tôi viết là lý thuyết riêng cho các em ở bài học lý thuyết đúng không, viết riêng dùng rất là nhiều, nó nhấn mạnh cho các em mà. Vậy từ đây suy ra tam giác EBC đồng dạng với tam giác EAB theo trường hợp góc góc nha các em. Ở trong lập tỷ lệ này, các em nhìn này, ta có đó, thông qua đề để biết tam giác và thông qua đề để lập tỷ lệ các em. EB với chữ EB vô. Đầu thứ nhì, chữ đầu thứ nhì, chữ này E. EA lấy đi rồi còn chữ EC, viết EC vào. Đầu cuối, trên đầu cuối, trên EB. Nhân chéo em các em. EB nhân EB thì biến thành EB bình thường bằng EC nhân cho E đều phải chứng minh nha em. Đây là một cách. Rồi, tôi hướng dẫn cho em cách hai, em để ý rồi nói cách hai. Cách hai ngắn hơn, cách hai nó cũng rất là hay các em nghe dùng con. Tôi không xét hai tam giác đồng dạng nữa. Nha, tôi không xét hai tam giác đồng dạng nữa. Em nhìn điều này cho tôi nha. Không đồng dạng nữa thì về dẫn cách thứ hai của mình đó, tôi vẫn nói cho các em á, phương pháp làm tích độ dài đoạn thẳng bằng nhau á là gì? Chuyển qua hệ thức lượng em. Hệ thức lượng cho vô.
Hệ thức độ trong máy vuông bao gồm 4 định lý nha. Đó, liên quan các cạnh đấy nha. Đó, vậy thì nè, em nhớ không? EB bình. Em biết, em nhìn thấy tam giác AEB nó phải là tam giác vuông không? Nếu mà BE bình vuông bằng cái gì nhớ không? Bình vuông cạnh góc vuông bằng gì? Bằng tích cạnh huyền. Này E. Nhân hình chiếu của nó nè, BE hình chiếu của nó phải là CE không? Bình vuông cạnh góc vuông, BE bình bằng tích cạnh huyền là đây này em. AE. Nhân hình chiếu của nó, BE hình chiếu đây chính là gì? CE. Đúng không? Đúng chưa? Áp dụng được luôn không em? Không. Em muốn áp dụng bốn định lý này á, bốn định lý đầu liên quan cạnh á. Thứ nhất tam giác đó là tam giác vuông và đây phải là đường gì? Cao được. Vậy em chỉ cần chứng minh đây vuông góc thôi là được thôi. Được không? Chứng minh vuông đây thì không em? Góc rồi tiếp chắn nửa đường gì? Cho đây vuông góc xuống. Vậy đây là tam giác vuông, còn đây là đường cao của nó. Vậy áp dụng hệ thức lượng bình vuông cạnh góc vuông bằng tích cạnh huyền với hình chiếu của nó. Tôi yêu cầu các em cần phải nhớ lại cái đề này ha, nhớ kỹ. Sau này những bài toán hình phức tạp sau này ha, tôi nói nghe kỹ rồi dần dần các em học nâng lên thêm, đến tuyển sinh là nó khó hơn nhiều rồi ha. Bài toán hình còn có phải nhạy bén hệ thức lượng trong một cái hình vẽ thì mới làm được những câu khó đó nha. Vậy thì trước tiên em muốn áp dụng hệ thức lượng nhau vuông thì em phải chứng minh đây vuông, mà chứng minh đây vuông rất là đơn giản đúng không? Góc mình tiếp chắn nửa đường gì? Tròn thì vuông góc nha. Vậy thì đầu tiên tôi hướng dẫn cho em cách hai. Ta có góc BCE bằng 90 độ. Giải thích nha các em, tôi ghi như thế này nha. Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn đúng không? Đó, vậy từ đây mình suy ra được là BC vuông góc phải ai? Đây, nói thì nó là đường cao đó. Sau đó mình sẽ áp nè, áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông tên là ABE nha. Đã vuông đây rồi. Ta có nha. Hay là suy ra đây ha. BE bình phương hay là EB bình phương đấy em. Bình phương cạnh góc vuông bằng tích cạnh huyền là gì? AE hay là EA đó. Nhân hình chiếu của nó, BE hình chiếu của nó chính là EC đấy. Đúng không? Điều phải chứng minh trong bài. Rồi các em quan sát đến câu B nha các em. À, người ta yêu cầu mình chứng minh nè. Chứng minh tứ giác CDFE học tiếp. Em nhìn vô nè. CDFE học tiếp nha. C. Ồ chưa có D hả? Vậy D thêm chữ kiện này. CDFE. Thì là D, lúc nãy mình mất bỏ chữ D đây rồi, đúng không? Đó. À, chữ tứ giác CDFE học tiếp. Em nối vào đi các em. Nên là ở đây là đây nha, hôm nay mình bỏ mình chưa ghi được. Mình nói lại em. Nói vô các em nha. Rồi, vậy thì chứng minh như thế nào ha. À, coi coi tổng hai góc đối 18 không? Góc C, góc M không thể. Không thể nhìn thấy 18 được. Góc E, góc D cũng phải không nhìn thấy được. Rồi, anh Thang. Trên một tứ giác có 4 cặp anh thang. Đó, chứng minh hai góc cùng nhìn với một đoạn thẳng bằng nhau thì tứ giác tiếp cách hai đúng không? Đó. Nhưng mà em nhìn thấy mấy cái góc này này, cái này ra đây chẳng liên quan gì hết. Góc này chẳng liên quan hình tròn sao nhìn. Góc này anh thao lại. Em chuyển cách thứ ba cho tôi. Cách thứ ba là gì? Cách thứ ba chính là ngầm một cách thứ một. Chẳng qua người ta làm nhanh hơn một chút xíu thôi. Nha. Chứng minh góc ngoài bằng góc trong đối kiểu bù với nó. Mà một tứ giác có 4 góc ngoài không biết nhìn chỗ nào mới quan trọng. Nha, tôi chỉ cho thầy nhìn cái gì mà liên quan đến đường tròn đừng có nhìn ở ngoài. Ví dụ góc ngoài đây này, đây có nhiều em cứ tập trung nhìn góc ngoài đây chết rồi. Em nhìn nó mặt thẳng này à, đúng không? Đâu có nhìn đường tròn còn đâu mà nhìn, đúng không? Đó, hoặc là em nhìn đây kéo đây góc ngoài đây. Đó, nhiều em cứ ngồi nghĩ ô chứng minh góc này bằng góc này sao em nghĩ được, đúng không? Đó, phải khôn ngoan mới được.
Vậy thì góc ngoài ở đây em nhìn này, để ý chút xíu. Ở đây này, một ở đây, hai là từ đấy này. Nếu em chứng minh được góc D mà góc E là tức chia này nổi tiếp. Vì sao? Giải thích. Chứng minh góc ngoài bằng góc trong đối kia bù với nó thì nổi tiếp. Vì sao? Nếu góc này bằng góc này, mà góc này cộng này bao nhiêu? 180. Kia bù đúng không? Góc này cộng góc này bằng 180. Nếu em chứng minh được góc này bằng góc này, có nghĩa là góc này cộng góc này bằng nhau 180. Tứ giác có tổng hai góc đối bằng 180 thì tứ giác này nổi gì? Nổi tiếp. Đúng không? Nghe này em, thành công liền này. Em nhìn ra, em nhận xét hai góc này cho tôi. Em nhìn góc C đây, góc D này coi. Góc D nhà có vẽ này bằng cho em nhìn nè. Nhìn coi chân cung nào, em biết đâu. 1 phần 2 số đo cung A, C. Cho này nhập chưa? Rồi, chấp nhận được không? Giờ tôi nói một cái là đây ta liền không nào. Em nhìn góc E đi. Góc E là góc có định nằm ngoài hình tròn đúng không? Tôi làm nè, giờ tôi giới thiệu cách này trước cho các em. Em học rồi, góc có định nằm ngoài hình tròn thì bằng nửa hiệu số đo 2%. Góc này nè, thì bằng nửa cái vòng tròn này nè trừ đi cái khung này nè, thấy chưa? Mà nửa cái đường tròn này nè có bằng nửa đường tròn trên không em? Đúng không? Vậy thì góc này bằng cái nguyên cái khung AB to nè trừ đi khung BC này là khung gì? Nguyên cái khung AB lớn này nè trừ khung BC thì là khung AD. Vậy có nghĩa là góc E này bằng 1 phần 2 số đo cung A gì? AC. Góc D này cũng bằng nhiêu? 1 phần 2 số đo cung AC. Vậy thì góc này có bằng góc này không? Bằng không? Vậy. Góc này bằng góc này, lập tức tứ giác này nổi tiếp. Còn kỹ hơn thì em làm chậm tí này cộng này chấp 8, xuyên này cộng này chấp 8. Em hiểu với nhau không chưa? Nha. Vậy thì sẽ trình bày bài này. Giờ trước tiên các em trình bày góc E ra trước cho tôi. Nha, các em vào quan sát. Ta có góc E luôn, một mình nó độc quyền đúng không? Góc E bằng 1 phần 2 số đo cũng gì em? Góc có định nằm ngoài hình tròn bằng nửa hiệu số đo 2 cùng mình chẳng cũng gì em? Cùng AB là 180 này nha. Bằng số đo cùng AB ở dưới trừ đi số đo cùng gì? Cùng gì? Cùng BC đúng không? Nó tránh hai cùng đó, cùng này và cái cùng này nè. Số đo cung BC. Đây là góc có định nằm làm gì các em? Nằm ngoài đường tròn đa bo. Tôi nghĩ đường tròn đa bo vậy đúng không? Ha. Rồi tiếp theo góc ACD. Rồi tôi viết xuống này này chút xíu nha em. Rồi tôi biến đổi này 1/2 thế này ha. Cái cung AB này nè trừ cung đi cung BC ha. Cái cung AB dưới chính là bằng cung AB trên. Nguyên cái cung từ đây đến em coi cái bàn tay của chị nào, nguyên cung này trừ đi cung đây, có phải hỏi được cung này không? Đó, thì bằng 1 phần 2 số đo cung AC nha. Mà góc ADC bằng 1 phần 2 số đo cung AC. Vì sao vậy? Đây là góc nối tiếp. Góc nối tiếp thì bằng 1 phần 2 số đo cung bị chắn, đúng không? Vậy thì đây em suy ra đấy, góc này bằng góc này, suy ra góc E bằng góc ADC. Đó. Đó. Thế đây nhiều em thế đây kết luận nối tiếp được không em? Thứ nhất nối tiếp được không? Còn thích làm kỹ đưa về các một tôi làm chậm cho các em coi ha. Góc này bằng góc này. Có nghĩa là góc này bằng góc này. Mà góc này cộng góc này bằng nhiêu? 180. Vậy suy ra góc này cộng góc này bằng nhiêu? 180. Nha. Rồi. Lại có góc ADC cộng góc CD nhé bằng 180. Kê bu suy ra góc E này ADC bằng E mà thế E góc E không cộng CD nhé bằng 180. Rồi các em kết luận vậy không? Góc E cộng góc này góc E cộng CD nhé mà tứ giác có tổng hai góc đối bằng 180. Vậy tứ giác CDFE nối tiếp được. Đó, okay. Em nhìn về vào. Rồi, tôi sẽ hướng dẫn cho em chứng minh góc này bằng cách khác các em. Em thử nghe dùm tôi nha.
tôi không sử dụng ở ngoài nữa mà tôi làm vẫn thành công này nha. Đó em đó là tự tin thứ hai luôn nha. Cái chỗ này cho em cộng chỗ này xóa này luôn nha. Rồi vẫn tôi để vẫn sử dụng nguyên chỗ này. Đó tôi sẽ chứng minh góc E này bằng góc D cho các em coi. Em nhìn lại nha, nhìn lại. Tôi sẽ quay cái giống như chương trình lớp 7 các em học. Em nhìn kỹ này, góc E chính là bằng góc. Tôi xóa bớt mấy chút đường này đi ha, nó nhiều đường quá, em nhìn nó rối rồi. Góc E nó đố các em mà góc nào trong lớp nhất này? ABC, ABE. Góc E bằng góc B. Có hai cái đấy. Góc E này bằng góc B nè. Vì cùng phụ góc A. Góc B này cùng góc A nhiêu độ? 90. Góc E này cộng góc A bằng nhiêu độ? 90. Tại các phương lớn thì góc E cộng góc A bằng bao nhiêu? 90. Góc B cộng góc A bằng 90. Vậy tao bằng em hai góc gì nào nhau? Góc này bằng nhau không? Góc này bằng góc này, mà góc này bằng góc này. Vì cùng chánh cùng AC. Nhìn coi. Thấy chưa? Góc này bằng góc này vì cùng phụ góc A. Có nhiều em không nói phụ góc A mà có nói phụ góc này được nha. Phụ kế bên luôn. Thằng này cộng này nhau 90. Trong đó chắc vuông này, đây vuông này. CEB vuông rồi. Vậy góc này cộng góc này bằng nhau 90. Cùng phụ góc E. Góc D kế bên này. Được chưa? Đó, tùy các em chọn nha. Vậy tôi nói nè, góc E bằng góc B. Nhớ nè, em muốn chứng minh hai góc này bằng nhau chẳng bao giờ nó cho bằng trực tiếp đâu em. Em nhớ chuyện này. Thằng này bằng nào đó. Thằng nào đó nó bằng cái thằng cần tìm đó. Hoặc thằng nào đó kia bằng thằng đó nữa. Mà thằng nào đó nó bằng nhau đó. Nó cho vậy á, nó mới khó nha. Vậy tôi nói nè, góc E bằng góc B cùng phụ góc E. Mà góc B này bằng góc D. Đây là hai góc này là bằng nhau. Cùng chánh cùng gì đây? AC. Hai góc nội tiếp cùng chánh cùng thì bằng gì? Nhau. Góc này bằng góc này mà góc này bằng góc này. Vậy suy ra góc này như nào vậy góc này? Bằng. Đó, có một cách để xử lý luôn nha. Vậy giờ tôi chỉ bằng cách 2 cho các em này. Cách 2. Ta có góc E. Góc này nè, đọc luôn nha. Cái góc B, nhiều góc B nó phải đọc tên đó nha. Bằng góc ABC nha, ABC. Mở ngoặc ra vì cùng phụ góc A. Đó, hai góc này bằng nhau nè. Đó, cùng phụ góc A và cùng phụ góc B như này, đúng được. Rồi. Mà góc ABC góc này nè. Với góc này bằng nhau. Đó, em nhìn ra nè, nhìn ra góc này, ôi nhìn nó chấm cung này. Vậy nhìn coi góc này cũng chấm cung này. Vậy hai góc này bằng gì? Nhau. Vậy nó bằng góc ADC. Giải thích ra đều bằng 1/2 số đo cung AC nha các em. Vậy thì đây các em suy ra là gì á? Em biết rồi không? Này bằng này, mà này bằng này, vậy suy ra góc E bằng góc gì em? ADC. Chứng minh góc ngoài của thứ nhất bằng góc trong đối trừ mù với nó. Em có khả năng kết luận được tiếp rồi. Thứ nhất và tiếp rồi. Nha. Rồi kỹ hơn thì em làm thêm cái chỗ này nữa. Lại có góc góc này cộng góc này bằng 180, vậy suy ra góc này cộng góc này bằng bao nhiêu? 180. Thứ nhất có tổng hai góc đối bằng 180. Kết luận nội gì? Nha các em. Các em quan sát đến câu C nha các em. Tôi nói về câu C nè các em. Tính tính phần diện tích, tính phần thôi. Nha. Diện tích nửa đừng cho nó ô nằm bên ngoài thứ nhất. Nha. Nằm bên ngoài cái thứ nhất tên là ACDB. ACDB. Rồi các em nối DB này cho tôi. À, thấy cái gì nè? Em quan sát kỹ nha. Rồi em nhìn nè. Người ta nói nè, tính diện tích, tính phần diện tích nằm ngoài tứ giác ACDB của đường tròn normal nè. Có nghĩa là tính cái này nè, viên phân hay nằm ngoài tứ giác nào nữa? Đây đấy em.
ba chỗ viêm thân nha, đây này, ba cái viêm thân nha. Đó, phải xử lý rất đơn giản. Muốn tìm viêm thân mình học chưa? Lấy quạt, lấy nhiệt tiết mình quạt chiều đi nhiệt tiết tám nha. Và tôi khuyên các em nên dùng cái công thức thì dạy nhanh nhớ không? Đó, dạy nhanh rất là dễ làm nha. Còn đôi này chúng ta xuống bài này rất là thực nha. Bài thì tôi nhắn các em này, tôi sẽ làm cách ngắn chứ không làm cách cách dài nữa. Rồi các em quan sát này. Thêm này nha, cho góc COD bằng 30 độ. COD tôi nói vô. Nói COD bằng ồ, cho góc là tâm này. Cho góc này 30 độ. Và góc tiếp theo là góc DOB bằng 60 độ. Ồ, tôi vẽ hình vô tình nhìn nó cũng giống mà, tương tự nữa không? 60 độ. Ồ, vậy nó vuông mà. Đúng không? Chính xác là vuông. Rồi. Tôi hỏi em đây 30 độ, đây 60 độ thì tôi hỏi em bên này bao nhiêu độ em? 90 độ. 90 độ bên này là tam giác gì em biết không? Tam giác vuông. Mà nhìn cái tên nó vuông, tính không em? Bằng 1 phần 2, tính 2 cạnh góc. Vuông. Nhưng mình có cái công thức mà làm mau á, nhớ không? 1 phần 2, 2 cạnh bên hông nhân sin kẹp giữa. 1 phần 2, 2 cạnh bên hông nhân sin kẹp giữa. Nhớ không? Đó, nào vậy nó rất là nhanh nha. Vậy thì tôi sẽ làm cho các em quan sát nào. Nó viên thân 3 chỗ nha các em, chỗ này 1 chỗ nha. Rồi, ở đây có rất nhiều khắp thể dài. Nếu mà các em, tôi nói với em này, nếu mà em làm theo chương trình của lớp 9 á thì bài này cũng khá dài. Em tính viên thân khúc này ra này, bằng lấy quạt trừ đi nhiệt tiết tam giác này tam giác gì đều nhiệt tiết nó đều có công thức riêng không em, công thức nhiệt tiết nó đều em còn nhớ không, cạnh bình nhân căn ba chia bốn, chắc tụi em cũng quên được phải không, quên là không sao, mình lấy 1 phần 2 tức 2 cạnh bên trong nhân sin kẹp giữa được không, tại vì em để ý nè, lúc nào để viên có cái câu mà tôi nói đi nói lại các em, học sinh làm cách khác đúng đáp số vẫn cho điểm tối đa, công thức này ở cấp ba phải không nha. Nhưng mà mình vận dụng mình làm đi cho nó dễ, anh để anh cho các em đỡ cần phải nhớ nhiều, nhiều em trong đây không có nhớ được bài nha, nhiều em hạng điểm cao ở đây rồi không biết sử dụng mấy hệ thức lượng làm lại không làm được bài đó. Rồi vậy thì tôi sẽ hướng dẫn các em này, tôi sẽ tính chính thức phần nha, vậy em trả lời luôn, tôi làm trực tiếp ở luôn á nha, trả lời vô câu này là câu C nha, em trả lời vô này. Diện tích nửa, phần diện tích nửa đường tròn trả lời đó, phần diện tích nửa đường tròn tâm O bán kính R nằm bên ngoài tứ giác ngoài tứ giác tên là ACDB ha. Đó. Rồi, vậy thì tôi sẽ xử lý cho các em này. Tôi sẽ làm từng đất là các em để ý vô nha. Và tôi sẽ viết rất là mau nha. Trong đây gồm 3 cái viên phân đó, chứ không phải 1 cái viên phân nha. Nha. Rồi tôi sẽ làm viên phân bên này trước nè. Tôi sẽ tìm viên phân này trước em. Tôi sẽ lấy quạt to này nè, trừ đi tập giác. Được không? Vậy thì quạt to này công thức em học nè, dài lắm nha, biết 6 cái đó nha. Đây coi tôi đây này nè, diện tích hình quạt lớn này này nha, bằng b r bình nhân n, n là nhiêu em? 60 chia cho bao nhiêu nhớ không? 360 quạt đó trừ đi diện tích tam giác này nè nha. Quạt tên là gì em? Quạt mình đã ghi rồi đó, trừ đi diện tích tam giác này nè, diện tích đồng đều em mà biết em diện tích đồng đều cạnh bình những cái ba chia bốn còn tốt, còn không thôi em lấy hai cạnh bình không nè, r này chỗ nào bằng r bán kính mà cái đó bằng 1/2 r nhân cho sin 60. Tiếp tục cộng cho lấy diện tích hình quạt này trừ đi tam giác, quạt này công thức còn nói là gì? B, R bình nhân N, N này em 30 chia cho 360 trừ đi diện tích tam giác này em. Bài này nếu mà làm nguyên văn ra là phải hạ chiều cao này xuống đây nhé. Mà tôi nói nếu hạ chiều cao bài này thêm nửa trang giấy các em làm được đấy.
nha. Vậy thì nào cái cặp tôi và với em nó mau cực kỳ không sao hết. Và một hai tích hai cặp bên thông nhân xin gặp gì nữa học và dễ nhớ nha. Vậy thì bằng trừ 1/2 r nhân r cảm giác ra nhân cho sin 30 nha. Rồi tiếp tục cộng cho cái bên phân bên này nào lấy dịch tiếp hình quạt bên này không được b r bình nhân n của nó em tự biết đây này nhau độ em bên này 30 xong rồi thì bên này bằng nhau 90 nha. Nhân cho 90 chia cho 360 trừ đi diện tích tam giác này em. Nếu mà em nhớ công thức diện tích tam giác vuông vậy thì có dễ rồi, bằng 1/2 tích hai cặp góc gì vuông được không, có nghĩa là 1/2 cái gì, 1/2 r nhân r đúng không. Em thử bấm sin 90 nhìn coi, em lấy r nhân r sin 90, bấm sin 90 phải bằng màu đâu, em thử bấm nó tính ra phải vậy không. Nếu mà em nhớ ra như vậy, em thử bấm đến sin 90 đúng không, có phải màu không. Đó. Đó, nhiều em chết đầu tôi cũng không nhớ gì nữa. Rồi nhớ hai cạnh bên hông nhìn xin này được, được luôn, không vấn đề gì hết nha. Đó. Trừ đi 1/2 R, R 1/2 tích hai cạnh góc vuông cũng được nha. Còn em nào không nhớ thêm tiền vô xin 90 cho tôi. Rồi, thấy không? Trời ơi, thế nó dài như vậy. Rồi, vậy xử lý như thế nào nha. Giờ tôi sẽ rút gọn đi không. Nhìn nè em. Này, này được nè. Bằng BR bình chia 6 được chưa. Rồi em bấm sin 60 được nè, sin 60 em tính được mà, sin 30 bằng 2 đúng không, sin 45 là căn 2 trên 2, sin 60 bằng căn 3 trên 2. Vậy cái này căn 3 trên 2 với nhân cho 1/2 vậy là trừ, tôi biết này nha, căn 3/4 R bình thường. Tiếp theo cộng này đơn giản này đi, b r bình nha. Nè 360 chia cho mấy nhỉ, chia cho 30 được mà đúng không, cuối cùng là 12/12 quá trời nhiều thế chưa. Rồi tiếp tục trừ sin 30 bằng 1/2, 1/2 nhân 1/2 bằng 1/4, 1/4 r bình thường. Tiếp tục tới đây 90 với 60 không gọn nên là còn 4 nè, cộng cho BR bình phương trên mấy em 4. Rồi trừ sin 90 bằng 1 đúng không, vậy là bằng 1/2 R bình phương. Tôi làm ra nè, thế R bình 5 đặt R bình phương ra cho tôi cho nó bớt đi, bằng B trên 6 nè. Rồi, tôi gom nguyên giải bi này gần nhau nha. Cộng bi trên 12 đi. Nhận bi nè. Nguyên giải cộng gom lại nhau đi, bi 94 đi. Còn cái này không có bi nè, còn trừ căn 3/4 nè. Trừ đi 1/4 nè. Trừ đi 1/2 nè. Ta làm cho nó đẹp lại. Nha. Rồi, em lấy nè. Em lấy 1/6 em cộng 1/12 cộng cho 1/4 thì còn 1/2 ghi vậy là bi chia 2 nha. Rồi quy đồng ba cái này mẫu chung bằng 4 đúng không, vậy cái còn là trừ căn 3 này đúng không, trừ căn 3 này, rồi trừ đi 1 này đúng không, rồi trừ đi cái này quy đồng lên là trừ đi 2 đúng không, vậy là bằng trừ nha. À, cộng cho trừ đi căn 3, trừ đi 3, được chưa? Trừ đi 3, chia cho 4, đây. Nên như vậy, nha. Đó. Vậy thì đáp số của nó chính là, ghi là đơn vị của nó là đơn vị diện tích nha các em. Đó, em trình bày vào.